Chào mừng quý khán giả đến với chương trình Hãy là người tiêu dùng thông minh. Chương trình được phát sóng vào lúc 16 giờ 15 phút từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Và quý vị thân mến, chương trình Hãy là người tiêu dùng thông minh sẽ giúp cho quý vị có những thông tin thị trường tiêu dùng bổ ích để làm sao quý vị có thể mua sắm một cách an toàn và tiết kiệm. Và mở đầu cho chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị đến với chuyên mục Điểm tin tiêu dùng. Hiện tại Diệu Hiền đang có mặt tại hệ thống siêu thị Co.op. Trong điểm tin ngày hôm nay, Diệu Hiền xin giới thiệu đến quý vị những mặt hàng chất lượng với giá siêu khuyến mãi và đang được áp dụng tại hệ thống. Để hiểu thêm về những mặt hàng khuyến mãi như thế nào, ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Gian hàng thời trang Tết giảm giá trung bình từ 20% đến 30%, trong đó có áo sơ mi, áo thun, áo khoác, quần jean, các loại váy nữ cao cấp, thời trang trẻ em và thời trang xuân. Một số mặt hàng như bột giặt hương hoa cửa trên loại 9kg, giá khuyến mãi chỉ còn 189.000 đồng một bịch. Nước lau sàn hương thảo mộc loại 4 lít, giá khuyến mãi chỉ còn 58.900 đồng một bình. Nước rửa chén hương trà xanh loại 4 lít, giá khuyến mãi chỉ còn 61.900 đồng một bình. Bộ lau nhà giá khuyến mãi chỉ còn 469.000 đồng một bộ. Bên cạnh đó, đường kính trắng loại 500g, giá khuyến mãi cho một vài mặt hàng nay chỉ còn 8.500 đồng một gói. Mặt hàng khăn ướt không mùi loại 100 miếng, khăn ướt baby không mùi 100 miếng, giá khuyến mãi chỉ còn 21.900 đồng một gói. Bên cạnh đó, khăn giấy hộp 180 tờ, giá khuyến mãi chỉ còn 15.900 đồng một hộp. Lóc 3 hộp có giá 45.500 đồng một hộp. Vali nhựa, một vài sản phẩm có giá khuyến mãi chỉ còn 1.499.000 đồng. Sữa tươi tiệt trùng 3 hộp loại 200ml, giá khuyến mãi chỉ còn 36.000 đồng một lóc. Đến với gian hàng thực phẩm tươi sống, trong đó mực trứng được giảm đến 15%. Mực trứng là thực phẩm chứa nhiều protein và các chất dinh dưỡng cần thiết có lợi cho cơ thể. Bổ sung hải sản vào chế độ ăn uống hàng ngày sẽ giúp cho cơ thể có được một sức khỏe tốt. Nho đen không hạt giảm đến 15%, cam sành, dưa leo, bắp cải trắng, khoai tây Đà Lạt, cóc non giống Thái giảm đến 20% và được áp dụng đến ngày 4 tháng 2. Một số loại sữa tắm nước hoa loại 650g, giá khuyến mãi chỉ còn 149.000 đồng một chai, tặng một chai dầu gội 150g và xịt khử mùi dành cho nam loại 150ml, giá khuyến mãi chỉ còn 95.000 đồng, tặng một chai dầu gội 85g. Một số mặt hàng đồ dùng trong bếp như phá sạn các loại giảm đến 35%, đổ các loại giảm đến 30%, hũ hộp nhựa các loại giảm đến 50%, bên cạnh đó thảm vải giảm 25%. Sữa chua nhà đàm 4 hộp loại 100g, giá khuyến mãi chỉ với 22.500 đồng một lốc. Sữa chua bên cạnh chức năng về dinh dưỡng còn được sử dụng để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, rất có lợi cho đường ruột, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn. Đến với mặt hàng gia vị, trong đó một vài sản phẩm nước mắm loại 2 lít giảm giá chỉ còn 39.900 đồng một chai. Hạt nêm phi thịt heo loại 900g, giá khuyến mãi chỉ còn 46.900 đồng một gói, giảm đến 18% so với giá gốc. Bột ngọt loại 950g, giá khuyến mãi chỉ còn 48.900 đồng một gói. Mặt hàng nước giải khát, trong đó vài sản phẩm cà phê đang được giảm giá như cà phê sữa hòa tan hộp giấy 10 gói loại 20g, giá khuyến mãi chỉ còn 33.300 đồng một gói. Cà phê 3-1, giá khuyến mãi chỉ còn 31.900 đồng một hộp đối với loại 18 gói. Một số mặt hàng lương thực, trong đó có nồi ống lớn loại 250g, giá khuyến mãi chỉ còn 17.900 đồng một gói. Mì xào cao cấp loại 450g, giá ưu đãi cho khách hàng chỉ còn 25.500 đồng một gói. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời quý vị đến với chuyên mục Sự lựa chọn thông minh. Mâm ngũ quả là một biểu tượng không thể thiếu trong phong tục ngày Tết của người Việt. Trước là thờ cúng tổ tiên, sau là ước mong năm mới an khang thịnh vượng. Mâm ngũ quả gồm 5 loại khác nhau, tượng trưng cho một ước nguyện của gia chủ thông qua tên gọi và màu sắc. Ngoài ra, ngũ còn thể hiện ước muốn của người Việt đạt được ngũ phúc lâm môn, phú quý thọ khang ninh. Ngày nay, người ta đã không còn quá cứng nhắc trong việc phải chọn 5 loại quả nữa, mà họ thoải mái hơn trong việc bày trí mâm ngũ quả, nhưng vẫn không quên các nguyên tắc quy ước ban đầu. Và trên thị trường hiện nay, trái cây tạo hình với nhiều hình dáng độc đáo lạ mắt được nhiều người lựa chọn bày trí trong ngày Tết, góp phần làm phong phú hơn cho mâm ngũ quả và đáp ứng nhu cầu thị hiếu của nhiều người.
quý vị thân mến, trái cây tạo hình là một trong những xu hướng hiện nay trong dịp Tết và rất nhiều gia đình đang lựa chọn cho mình những cái loại trái cây tạo hình độc đáo để thêm vào mâm ngũ quả. Chính vì vậy, trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đồng hành và gặp gỡ anh Nguyễn Thiên Văn, chủ cửa hàng quà Tết cao cấp Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Và anh xin được chào anh ạ. Chào Phương Ly, xin chào quý vị khán giả. Và anh thân mến, thì Phương Ly thấy là hiện nay trên thị trường có rất là nhiều những loại trái cây với những loại tạo hình độc đáo. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho quý vị khán giả để mà quý vị khán giả có thể cập nhật thêm những loại sản phẩm tạo hình mới cũng như là xu hướng của dịp Tết năm nay không ạ? Trong thời gian gần đây thì từ mâm ngũ quả thì để đa dạng hơn trên bàn thờ trưng bày, thì người nông dân đã tạo nên những trái cây tạo hình rất là đẹp từ những quả bưởi, quả dưa. Ví dụ như từ bưởi năm roi thì chúng ta tạo ra quả bưởi hồ lô tài lộc, hay là từ những quả dưa hấu thì tạo dưa hấu thổ vàng cũng khá là đẹp mắt. Vậy thì xu hướng năm nay khi anh thấy là mọi người đến và tham quan cũng như là mua sắm thì họ thường hay chọn những cái loại quả tạo hình như thế nào trong dịp Tết của gia đình mình ạ? Trong thời gian gần đây thì tôi thấy là mọi người đang chú trọng đến những vấn đề độc lạ. Thứ nhất là quà tặng, thứ hai là quà trang trí. Đối với là bưởi hồ lô tài lộc thì thời gian gần đây được mọi người săn tìm tương đối nhiều. Sản lượng năm nay chúng tôi cung ra thị trường tổng hơn 6.000 quả. Nhưng đến thời điểm này thì chỉ còn được tầm khoảng 10%. Có nghĩa là thị trường đi rất là nhanh, chứng tỏ mọi người đang rất là chuộng cái trào lưu này. Vậy thì để cung ứng ra được thị trường những cái loại sản phẩm trái cây độc và lạ như vậy thì cần phải có yêu cầu và chất lượng ra sao trong quá trình mà chúng ta tạo hình cũng như là trồng ạ? Cái xu hướng hiện tại bây giờ là người ta đang chú trọng tới cái sự độc lạ và khác biệt. Tôi mới quan sát thời gian ở đây trên một số tuyến đường ở dọc thành phố Hồ Chí Minh, người ta đưa vào trong cái chậu, người ta trồng bán dạng bonsai khá đẹp. Còn ở những khu vực miền Tây thì để mà tạo ra những quả bưởi hồ lô, dưa hấu thảo vàng thì quy trình chọn lọc rất là kỹ. Ví dụ quy trình thì người nông dân họ bắt đầu từ tháng 5 âm lịch bắt đầu chọn những cái quả phù hợp, thì đạt tiêu chí những quả có những cành lá đẹp, cái cây nó phải có độ sung, nó sung thì quả nó mới lớn được. Bắt đầu người ta thực hiện vào khuôn, chọn trái đó để vào khuôn. Đến tầm tháng 7 âm lịch thì bắt đầu thực hiện là thất của dê, có nghĩa là tạo hình đó, nó tạo hình và vào khuôn cho nó. Và quá trình chăm sóc thì tầm khoảng hơn 5 tháng sau mới thu hoạch được. Và anh Thiên Văn có thể chia sẻ cho những quý khán giả cũng như là những ai mà chúng ta hiện tại đang trồng những cái loại trái cây độc lạ biết được là những loại trái cây nào cần phải đáp ứng những yêu cầu và tiêu chuẩn như thế nào luôn để mà có thể trở thành loại trái cây độc và lạ? Những loại trái cây có thể đáp ứng được tiêu chuẩn để tạo hình trái cây, tôi nghĩ là việc đầu tiên là nó có khả năng lớn, trái có thể kích thước trái phải lớn được thì mới đưa vào khuôn được. Thứ hai là cái loại hình này thì nó dễ tạo hình. Vậy thì ví dụ như em thấy là có rất là nhiều loại trái cây khác nhau, nhưng mà mình có cái cách nào để cho chúng ta lựa chọn, ví dụ như trái cà chua cũng có thể phát triển rất là tốt, những cái giống cà chua lớn đấy ạ. Nhưng mà tại sao là chúng ta hay lựa chọn là bưởi để mà chúng ta tạo thành những cái hình hồ lô hay là tạo thành những cái hình phát tài phát lộc gì đó ở rất là nhiều hiện nay Phương Ly đang thấy trên thị trường á, thì anh có thể chia sẻ để cho nếu mà những ai đang có nhu cầu là tạo nên cho chính bản thân của mình cái sự độc lạ trong từng loại trái cây mà nhà mình trồng, họ có những cái bí quyết để họ lựa chọn và tạo hình được không ạ? Có rất nhiều loại trái cây chúng ta có thể tạo hình. Ví dụ như quả xoài, chúng ta có thể tạo thành chữ tài lộc. Trên quả dừa, chúng ta người nông dân họ có thể tạo được cái trái quả dừa hồ lô trên có chữ tài lộc. Bên cạnh đó còn có đu đủ, hay là quả đầu tiên hay dưa lê, thì rất nhiều quả người nông dân họ đã tạo hình rất là đẹp, rất ấn tượng. Những quả có thể tạo hình được thì nó yêu cầu là phải có thời gian chưng được lâu. Vì chúng ta không thể tạo một cái loại quả tạo hình nó đẹp nhưng mà cho thời gian chưng quá ngắn. Đó. Nhưng vừa rồi tôi thấy một cái trào lưu là chúng ta có thể tạo nên cái khoai lang bonsai, của khoai lang mọc rễ. Cái đó cũng là thú vị. Và anh có thể chia sẻ cho Phương Ly được biết quy trình để làm sao lựa chọn ra được cái sản phẩm hoàn chỉnh để chúng ta có thể mang ra bán trên thị trường không ạ? Đối với cái trái cây tạo hình, thời gian gần đây thì chúng tôi đang tập trung vào những cái quả tạo hình từ bưởi. Thì cái việc đầu tiên thì cũng vẫn quan tâm đến cái cây đó, nó bao gồm những cái cành, cái sức sống, cây có cái sức sống đó, cái độ sung của cây. Thì kế tiếp chúng ta sẽ chọn những quả nó có khả năng lớn, da nó sáng, và
cuốn lá nó đẹp. Chính những cái yếu tố trên thì mới có thể có khả năng để tạo ra những cái sản phẩm đẹp mắt và ấn tượng được. Vậy thì làm thế nào để mà người tiêu dùng có thể lựa chọn những trái cây có chất lượng cũng như là tiêu chí phù hợp à? Để chọn một quả bưởi đẹp thì chúng ta cũng phải lưu ý. Thứ nhất là hãy chọn những quả có trọng lượng càng lớn thì càng đẹp. Da căng mịn, chữ tài lộc nổi vàng trên nền da xanh. Cuốn lá phải từ 5cm trở lên, lá phải từ 3 đến 5 lá. Quý vị khi mua trưng bày hãy lưu ý, bởi vì dưa hấu là một loại chưng rất nhanh hỏng. Thì thường nó hỏng do cái lỗi, ví dụ khi trước khi chúng ta vào khuôn, có một con ong nó chích cái quả dưa chẳng hạn. Chúng ta vào khuôn thì nó vẫn lớn, trái dưa lớn bình thường. Nhưng khi tháo khuôn ra thì rất mau hỏng, trong vòng khoảng 3 ngày thôi. Thì khi lựa quả dưa này chúng ta cần lưu ý, xem để ý những vết chấm đen ở trên quả dưa. Thì đảm bảo nếu mà loại bỏ những vết đen này thì quả dưa của quý vị nó sẽ có thời gian chưng nó lâu hơn. Thưa anh, với những loại trái cây bình thường thì chúng ta đã biết được cái cách bảo quản rồi. Vậy với những loại trái cây tạo hình thì chúng ta sẽ có những cách bảo quản như thế nào ? Tôi nghĩ công tác bảo quản trái cây tạo hình thì thật ra nó không có phức tạp lắm. Quý vị chỉ cần lưu ý những điều như thế này. Việc thứ nhất là tuyệt đối không để ở ngoài nắng. Thường trái cây chúng ta mua về để ngoài nắng nó sẽ héo rồi. Trái bưởi hồi lôi tài lộc thì chúng ta từng chơi được là cuốn lá và để ngoài nắng nó sẽ héo, nó sẽ rụng. Cái thứ hai là chúng ta tránh gió lùa trực tiếp. Ví dụ chúng ta để quạt, nó quạt vào. Và có quan trọng nữa là cái thứ ba là chúng ta phải để tránh xa bát hương. Bởi vì cái khói nhang nó sẽ làm cho trái cây nhanh chín hơn. Mà nhanh chín thì lá sẽ nhanh rụng hơn. Phương Ly có một câu hỏi như thế này. Là với những loại trái cây tạo hình sau khi mà chúng ta sử dụng và đơm lên rồi, vậy thì sau đó chúng ta có thể sử dụng để ăn được không ? Thật ra với trái bưởi năm roi này thì nó hoàn toàn tự nhiên, không chất bảo quản, cho nên chúng ta đều hưởng lộc được. Và tiết lộ với quý vị một bí mật là nó rất ngon. Bởi vì thường quả bưởi năm roi chúng ta để thời gian từ 7 đến 15 ngày trở về sau thì quả bưởi ăn rất ngọt, cực kỳ ngọt. Cho nên quý vị an tâm hưởng lộc nhé. Và anh Thiên Văn có thể chia sẻ cho quý vị một số cách để chúng ta kết hợp trong mâm ngũ quả được không ? Với cái cách kết hợp thì trước đây tôi nghĩ là bà con nhân gian chúng ta vẫn quen cái mâm ngũ quả là cầu, sung, dừa, đủ xoài. Thì năm nay thời gian đây thì nó có một vài loại bưởi, dưa. Một số khách hàng của chúng tôi cũng đã trưng bày loại quả này và lấy quả bưởi hay là quả dưa để chính giữa làm trọng tâm. Bên cạnh đó chúng ta kết hợp những thứ khác. Ví dụ chúng ta kết hợp những trái đu đủ này, những trái xoài và những loại khác. Thậm chí ở ngoài phía Bắc nó có quả Phật thủ cũng khá đẹp. Nó sang lên, nó trang trọng hơn. Và đặc biệt là nó độc, nó lạ. Và mâm ngũ quả trong truyền thống của người Việt Nam thì chúng ta thường dâng lên cho ông bà tổ tiên. Vậy thì thời gian chúng ta có thể bảo quản được những loại trái cây tạo hình như vậy là trong khoảng bao lâu ? Về cái mâm ngũ quả thì nó phụ thuộc vào từng loại quả, từ 5 đến 7 ngày. Nhưng đối với cái loại bưởi tài lộc này thì thời gian chưng là tới ngoài 20 ngày, từ 20 ngày trở lên. Đó là với khí hậu bình thường. Nhưng với phía Bắc thì thời gian có thể lâu hơn. Đó là giữ cuốn lá. Tôi cũng đã từng có đọc một thông tin thì đối với cái loại quả bưởi năm roi như thế này, thời gian có thể để lên đến từ 6 đến 8 tháng, quả ăn vẫn an toàn, ngon. Vậy anh Thiên Văn có thể gợi ý để giúp cho quý khán giả lựa chọn được một số cửa hàng để mua những loại trái cây độc lạ được không ? Để chọn được những cái quả bưởi hồi lô tài lộc đẹp hay là những loại trái cây tạo hình khác thì Phương Ly và quý vị khán giả chúng ta nên đến những cửa hàng có kinh doanh uy tín lâu năm, đặc biệt là có sự tư vấn tận tâm để quý vị có những sự lựa chọn đúng nhất, những quả sản phẩm phù hợp nhất để chưng trong ngày Tết. Rất cảm ơn với những chia sẻ của anh trong chương trình hôm nay và quý khán giả cũng đã có được cho mình những cái loại trái cây mới trong mâm ngũ quả. Và một lần nữa cảm ơn anh đến tham dự chương trình. Xin cảm ơn Phương Ly, xin cảm ơn quý vị khán giả. Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Rất cảm ơn quý vị đã cùng quan tâm theo dõi và hãy cùng đồng hành với chúng tôi vào khung giờ 16 giờ 15 phút từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.